Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 221. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngày sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc này ở một bên khác Cuộc chiến giữa quốc chủ thần và liệt dương chủ thần Cũng sắp hạ mạng Mặt trời màu vàng bị cự hổ hắc ám xé nát Biến thành vô số đốm lửa lớn nhỏ khác nhau Đa số là đều bị cự hổ hắc ám nuốt vào trong bụng Còn có một phần phiêu tán trên không trung hảo khốc thậm uyệt Ánh mắt của lâm Bắc thần sáng lên Biên hạ đừng hoảng ta đến giúp người Hắn xông thẳng lên Hấp thu ánh sáng màu vàng tràn ngập trong hư không Đây chính là đồ tốt thần lực tinh thuần của liệt dương chủ thần có thuộc tính hỏa. Thuộc tính hỏa vô cùng có thể tùy ý hấp thu. Đối với lâm bắc thần nắm giữ, được thức thần hỏa cảnh mà nói, đây chính là vật đại bổ, sao có thể bỏ qua. ư hồ hắc ám nhìn lâm bắc thần một chút, lâm bắc thần nói, miên hạ, người không sao chứ, trên dưới địa dương thần tộc không biết cách làm người, là tín đồ trung thành tuyệt đối của ngài, ta và bọn họ thế bất lưỡng lập. Nói dòng hắn lại luống cuống tay chân, thu nhặt mảnh vỡ liệt dương thần lực. Ánh mắt cửa hồ hắc ám lóe lên một sự không nói nên lời, nhưng cuối cùng cũng không can dự. Ông ta nuốt chửng thần cách của liệt dương chủ thần, cảm giác chắc bụng đã đạt đến cực hạn. Thật không cách nào nuốt thêm thần lực liệt dương đang phân tán. Lâm Bắc Thần nhìn thấy, lập tức gia tăng sức mạnh. Một lần sau phần lớn mảnh vỡ màu băng óng đều bị hắn thu thập hết. Người chuẩn bị tiếp nhận phần thưởng của giải quán quân đi. Cư khổ hắc ám gạo thét một tiếng, phóng lên tận trời, biến mất trong hư không vô tận. Đại chiến kinh tiện cuối cùng đã kết thúc. Hai vị chủ thần đã chết. Lâm băng thần đưa mắt nhìn xung quanh. Hào khóc thâm uyên lớn như vậy đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Hào khóc thâm uyên giống như là một vệt đen trên bầu trời. Bây giờ giống như một cái bát bị lõm xuống, biến thành một bồn địa to lớn hình tròn. Băng thủy mất đi liệt dương thần lực trèo trống, rất nhanh động kết. Dưới tác dụng nhiệt độ trung quanh thấp xuống, chúng ta thành từng đợt thủy triều băng tinh. Cầu viện cầu đã sớm bị đánh thành bột mịn, biến mất không thấy đâu, Thiên địa đen tối hôn ám. Lâm băng thần vỗ vỗ đôi hỏa rực, trôi nổi giữa thiên địa. Chỉ trong nháy mắt sau đó, xung quanh hào khóc thâm uyên dường như có một luồng sức mạnh nào đó đang chậm rãi rút lui. Cùng một thời gian ấy, hình chiếu trên siêu dẫn tinh thể các nơi tại Hoàng Thần Thành đột nhiên khôi phục. Tất cả mọi người đều nhìn thấy kiếm tiêu dao đang sừng sững giữa hư không. Phan Đa Tình không rõ tung tích. Hào khóc thâm uyên bị đánh thành một vùng phế tích. Trận chiến đó kinh khủng đến loại trình độ đó sao? Kiếm tiêu dao và Phan Đa Tình đánh nát hào khóc thâm uyên, đánh vỡ cầu viễn cổ. Phản chúng sợ hãi. Người không phải nói lão đại gặp nguy hiểm bị bóng tôi vô tận nuốt chửng sao? Đám hoàn khu lưu băng ổn cùng nhau quay lại nhìn Tiềm Long. Tiềm Long nghẹn họng nhìn trần trối. Có lẽ ta cảm ứng sai rồi. Sai à? Người sắp hụt chết chúng ta đấy. Không thể tha thứ, đánh hắn. Bốn tiền hoàn khu còn lại như lăng như hổ sông lên. Không nói cầu nào đánh Tiềm Long túi bụi. Tất cả đều tại cây tiền cầu vật này. Bọn họ bị lừa rồi, thiếu chút nữa rơi lệ. Sở Ngân và đối tử thuần liếc nhìn nhau Lặng lẽ thở phàm một hơi Nhất là Sở Ngân Đừng nhìn hắn vừa rồi huyết nhục Thuyết phục thanh thôi Một câu phải tin tưởng hắn nói rất tiểu sái Nhưng trong lòng cũng vô cùng bất ổn Sợ khi hình chiếu khôi phục lại Hắn sẽ nhìn thấy thi thể của Lâm Bắc Thần Thành Thôi trồng tiếng hô to gọi nhỏ của đám công tử bột, rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí mở to mắt. Khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần bình yên vô sự vỗ hỏa rực trôi nổi bồng bềnh giữa không trung nước mắt vui mừng của tiểu thiếu phụ rơi xuống óng ánh giống như linh hồn của nàng hoàng kim cử tích mang một thùng rượu đến rót rượu cho mọi người nào 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 cạn ly ban hồ cũng hưng phấn đến gương mặt đỏ bừng siết nắm đấm thật chặt năm hoàn khố cũng quay người trở lại giờ ly rượu lên hưng phấn chạm cốc hoàng kim cử tích rất liều mạnh là một con thần lằn hùng ác Rượu đến lúc này Nó bẻ cái đuôi của mình Mà kệ chỗ cái đuôi bị đất chảy máu xì xì Cứ bỏ thẳng cái đuôi đến đống lửa mà nướng the the lưỡi mà nói Tê 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 Nó, 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 nó nói mời mọi người ăn thịt nướng đấy Ban hồ làm một phiên dịch viên rất xứng chức Nhưng kỹ thuật thì dở tệ Đúng rồi Đại cuộc đã định Chúng ta có phải nên chuẩn bị một chút Đến tham gia nghi thức trao giải quán quân cuộc giải thi đấu thần tuyển hay là không Tiêm lau mặt bụi bầm dập đứng dậy Mọi người nghe xong thì mắt sáng lên Đúng vậy Kiên quyết không thể để lão đại mất mặt Nhất định phải an bài thỏa đáng Đào nhân Nhất định là phải làm phù trường một chút Năm công tử bột thật sự Rất giỏi về việc này Vô cùng hào hứng lên kế hoạch Lãnh địa của hỏa diễm trì chủ Thần tạo sự ban ân Huy động trùy của mình Liên cuồng đập xuống mặt đất Mặt đất nứt ra sau đó sụp đổ rất nhiều dung nham từ trong kẽ đất phun ra ngoài. Gương mặt của Ban Ân tràn gặp sự phẫn nộ lẫn không cam lòng. Hắn đã thua. Tác phẩm của hắn bị bại bởi tác phẩm của Ban Dương. Mặc dù không biết tại sao, hình ảnh trong hình chiếu lại biến mất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng người cười cuối cùng chính là Kiếm Tiêu dao. Bên trong thần điện cách đó mấy chục dặm vang lên tiếng cười của Ban Dương. Tiếng cười đó vô cùng chói tai ban âm chắc hẳn sẽ tức giận đến phát điên tên phế vật phan đa tỉnh không đáng để ta bỏ xuống tầm huyết lần này ban dương có thể thắng không phải thần tạo thuật của ta bại bởi hắn mà là phan đa tỉnh không bằng kiếm tiêu dao cho nên muốn đánh bại ban dương nhất định phải hợp tác với phan đa tỉnh đúng chính là như vậy ta có chủ ý mới ta muốn chế tạo một thành binh khí mới cho kiếm tiêu dao khiến cho hắn yêu thích không buông tay Từng nguyện từ bỏ thành phá kiếm do bàn dưỡng chế tạo. kinh như vậy, cũng đủ chứng tỏ thần thảo thuật của ta đợi hại hơn so với bàn dược. <laughs> ta thật đúng là một thiên tài. Đầu óc của ban âm rất linh hoạt, không hổ danh là thần thảo sư có trí tuệ lớn nhất. Hắn có một kế hoạch rất bí mật. Lãnh địa của thanh bộc thần hệ, thủ sơn hoa hải. Quả là thế. Cốc cây nguy thần lão tổ lên tiếng nói. Bên trong cốc cây toát ra một tia sinh khí, khôi phục sức sống. Hai nhánh cây hai bên biến thành hai cánh tay, rễ bên dưới biến thành hai cái chân, sau đó nhảy dựng lên biến thành một thụ nhân. Đỉnh đầu là lá xanh. Ngụy thần lão tổ nhìn hình ảnh trên hình chiếu đã được khôi phục, cường mặt lốm đốm như vỏ cây nở một nụ cười. Mặc dù là một trận đánh cược không có đường quay về, nhưng ông rốt cuộc cũng đã thành công. Sau đó, ông chờ kiếm tiêu sao làm tròn lời hứa, Ông tin kiếm tiêu sao nói lời sẽ giữ lời Khắp nơi thần thành đều vang lên tiếng trao họ thán phục Quán quân giải thi đấu thần tuyển đã ra lò Là đại ma vương kiếm tiêu sao Thiếu niên này từ đầu đến cuối Đều là một đường nghiền ép Rốt cuộc đã trở thành người chiến thắng Chuyên kỳ của hắn vẫn còn tiếp tục Phản ứng của các đại thần tộc không giống nhau Nhưng ai cũng biết Một tân quý đang từ từ bay lên ở thần giới tổn thất lớn nhất chính là liệt dương thần tộc. Lúc này đa số thần linh, quyến tộc, liệt dương thần tộc còn đang cảm thấy hối hận vì thất bại của Phan Đa Tình trong trận chung kết. Tình tức của liệt dương chủ thần còn chưa truyền ra. Hắn còn sống. Hương nhàn tế tư vừa mừng vừa sợ. Nàng quay đầu nhìn sư phụ của mình. Lão nhân tóc xám trắng, lưng còng vẫn ngồi yên. Dường như không còn suy nghĩ gì về kết cục đó nụ cười trên gương mặt của hương nhàn tế từ chậm rãi tan đi hình như sư phụ đã biết chuyện gì trong hàn phụ hàn quân và an đại hoa Tầm gấp như lửa đốt hàn quân đi tới đi lui an đại hoa chấn động đến mức đầu óc choáng váng tại sao lạc tuyết vẫn còn chưa về nó sẽ không xảy ra chuyện gì chứ tuyệt đối không thể vì chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn hai người thậm chí còn không chú ý hình ảnh đã khôi phục bình thường. Mà cho đến khi hàn lạc tuyết chậm rãi từ ngoài cửa bước vào, hai vợ chồng kia lúc này mới vui mừng, cùng nhau bước đến, trăm miệng một lời hỏi, người không sao chứ? Vẻ mặt của hàn lạc tuyết bình tĩnh hơn nhiều so với lúc rời đi. Tiểu thúc, thẩm nhi, xin lỗi, vừa rồi ta... Hàn lạc tuyết áy náy nói, vừa rồi nàng quá lo lắng cho cầm điếc ca ca, thần lực bộc phát, cần đi san hàn phủ thành bình địa không sao không sao hàn quân nhìn hàn lạc tuyết thấy nàng vẫn bình yên vô sự lúc này mới thở phào một hơi vừa rồi ngươi đi với thần sứ áo bào đen hàn lạc tuyết nói thần sứ chỉ dẫn ta đi xem náo nhiệt xem hết thì về cũng may cầm điếc ca ca đã thắng lúc này vợ chồng hàn quân mới chú ý đến hình ảnh đã khôi phục giải thi đấu thần tuyển cuối cùng đã kết thúc nhìn thấy kiếm tiêu sao thắng hai vợ chồng hàn quần đều bừng rỡ đồng thời tâm trạng cũng trở nên phức tạp bọn họ đã bỏ qua kiếm tiêu sao đã từng có một cơ hội ngàn năm một thuở bày ra trước mặt đáng tiếc bọn họ lại không trần quý nếu lúc đó bọn họ đồng ý một danh ngạch dự thi cho kiếm tiêu sao bây giờ bọn họ đã có thể kết đại thiện duyên với vị thần quý thần giới này có thần thuật sư thiên mệnh và quán quân giải thi đấu thần tuyển bên cạnh Hàn phủ không muốn phát triển cũng không được Đáng tiếc mấy chuyện tốt này Bây giờ chỉ có thể nằm mơ Vợ chồng Hàn quân tâm trạng phức tạp Cũng không chú ý đến Hàn lạc tuyết Đang cố gắng khống chế tâm trạng của mình Trong ánh mắt của nàng Hiện lên sự kinh hãi Có mà trẻ giấu Trong đầu của Hàn lạc tuyết Giống như có sấm sét vang dội Kinh đào hải lãng Thông qua tầm nhìn của thần sứ áo bào đen Nàng nhìn thấy hình ảnh người khác không thể nhìn thấy Thường chủ thần đã chết Liên dương chủ thần cũng chết Một lần chết cả hai đại chủ thần Một khi tin tức này bộc phát Thần giới sẽ rơi vào hỗn loạn Và rung chuyển đến cỡ nào Càng thêm quan trọng chính là Nàng biết chuyện mà mình không nên biết Có thể gặp nguy hiểm hay không Có thể liên lụy han phủ hay không Cùng lúc đó Thiếu nữ áo bào đen chân trần Chậm rãi quay về thần điện gương mặt nở nụ cười thần bí càng lúc càng đặc sắc rồi nàng cúi đầu khoe miệng hồng nhuận có chút nhếch lên kết thúc rồi sao lâm bắc thần đưa mắt nhìn xung quanh không phát hiện truyền tông môn màu đỏ xuất hiện sao chứ chẳng lẽ chiến đấu còn chưa kết thúc không phải chứ khi hắn đang nhìn đông nhìn tây trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một luồng thần quang màu đỏ sậm lâm chủ thần đã lâu không gặp chân đạp thần quang xuất hiện bên trong hư không. Lâm Bắc Thần lập tức cảnh giác. Nương môn này nhìn không giống Như người tốt. Vừa rồi mấy đại chủ thần đã sinh đả tử, đã không thấy vị chấp chính quan trực luân phiên này đứng ra quyền can. Là chủ thần quyền thế tối cao nắm giữ đại hoàng thần tộc, không có khả năng hoàn toàn không biết chuyện gì phát sinh ở đây. Tuy nhiên cho dù trong lòng có thành kiến, thì Lâm Bắc Thần không thể không thừa nhận làm chủ thần là một mỹ nhân. Thủ thủy vi thần ngọc vi cốt phù dung vi hồn băng vi phách thân hình cao ráo được cong thướt tha mái tóc như mây trâm bào vàng gai tóc thể hiện sự quý phái không tỉ vết thân bào màu đen được cắt may vừa vặn giống như được dán lên người lại càng tôn lên mỹ lực kinh người của nam chủ thần bên trong cụ quan đoan trang thanh tú của nàng mang theo một chút ngọt ngào trong sự nghiêm túc lạnh thấu xương lại có một chút ôn nhu sự hoạt bát của thiếu nữ sự ưu nhã của thiếu phụ dường như tập trung hết trên người của nam khí thức khí chất khác biệt đều đang thay đổi đây là một nữ thần kỳ lạ mà mê người nhất là thân phận địa vị của nam nếu có thể chinh phục lại càng khiến cho nam nhân có cảm giác thành công lâm bắc thần hành lễ xin chào biệt hạ ánh mắt của Lam chủ thần quét qua lâm bắc thần khẽ gật đầu sau đó nhìn hào khốc thẩm uyên hoang tàn khắp nơi, thời dài một tiếng cũng không biết thời dài vì hào khốc thẩm uyên bị hủy hay là thở dài vì cái gì khác. tay áo của nàng khẽ vỗ, thân quang màu đỏ sậm nhu hòa chiếu lên trên bầu trời. những nơi mà nó đi qua, hào khốc thâm uyên giống như thời gian nhanh chóng đảo lưu, chỉ trong mấy chục giây đã khôi phục bình thường, một lần nữa từ bồn địa hóa thành vực sâu hạp cốc. Từng khối băng nham cự hình trôi nổi hợp lại thành cầu viễn cổ lâm bác thần âm thầm Giờ ngón tay cái lịch. người là quang âm đương đương phục sinh nhân sâm quả thụ sao chẳng lẽ lam chủ thần am hiểu về trị liệu trong lúc hắn đang suy nghĩ lam chủ thần đã lên tiếng chúc mừng người kiếm tiêu dao người chính đã quan quân giải thi đấu thần tuyển dựa theo quy tắc của giải thi đấu người đã đạt được một bộ chiến kỹ thần linh một vạn thần thạch ban thưởng cùng với việc tự do lựa chọn gia nhập bất kỳ thần tộc nào. Tuy nhiên xét thấy ngươi đã là quyến tộc của kiếm chi chủ quân. Muốn gia nhập các thần tộc khác, ngươi phải từ bỏ kiếm chi chủ quân. Nói đến đây, gương mặt của Lam chủ thần hiện lên biểu hiện y vị tham trưởng, trực tiếp bổ sung thêm một câu. Bồn tỏa rất thưởng thức ngươi. Nếu ngươi đồng ý, ngươi có thể trực tiếp gia nhập đại hoàng thần tộc. Bồn tỏa sẽ phong ngươi làm đệ nhất thần tướng thần điện. Câu nói này thông qua hình chiếu siêu dẫn tinh thể Truyền vào tay vô số người một cách rõ ràng Rất nhiều người vì đó mà cảm thấy điên cuồng Trong nháy mắt rơi vào sự khen tị ước ao Có thể có được sự ưu ái của đệ nhất nữ thần thần giới Lam chủ thần Sao lại may mắn đến như thế Kim tiêu giáo nhất định sẽ không chút do dự mà đồng ý Người xong rồi Người sắp bị người ta đào góc tường rồi Đào thì đào có gì đâu dựa vào sự hiểu biết của ta đối với ngươi khi ngươi vừa nói câu nói đó thật ra là ngươi đang có chút khẩn trương thôi đi không có khả năng đó đâu nếu không phải vì đề cầu nam nhân đó có thể dự thi ta không phá lệ thu hắn làm quyến tộc đây chính là chậm trễ con đường tu luyện của ta bây giờ hắn muốn biến cũng không còn gì tốt hơn nghĩ một đang nói một nẻo khi nói những câu này người có thể đừng dùng tay xé váy áo của mình được không người xem chân trắng của ngươi đã lộ hết ra ngoài rồi. <laughs> cho người kiểm tra được không? Đừng có mà hạ tiện. Màu tranh thủ thời gian chuẩn bị kế hoạch tiếp theo của chúng ta. Người đưa chìa khóa cho kiếm tiểu rào đi. <laughs> Yên tâm đi, ta đã sắp xếp xong xuôi rồi. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt thông qua hình chiếu, Lâm băng Thần không chút nghĩ ngợi nói. Ta vẫn lựa chọn thần tộc của kiếm chi chủ quân. Rất tốt. Đây không phải là nói nhảm ta chỉ là một khách kén qua sông nếu chẳng may từ bỏ cầu nữ thần kiếm tuyết vô danh con hàng này báo cáo ta là hắc hộ thì làm sao bây giờ hơn nữa đã cấu kết với nàng ta làm việc xấu bây giờ bọn cắt đứt đã không còn kịp nữa rồi hay già nên phải đi hết con đường này thôi trong lòng của lâm bắc thần tràn đầy oán hận và tức giận tháp án của hắn khiến rất nhiều người muốn rớt trong mắt đồng thời cũng làm cho ánh mắt của lam chủ thần hiện lên sự khác lạ ngươi khẳng định sao nàng hiếm khi mở miệng lần thứ hai ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ quyết định này ý nghĩa đối với ngươi sẽ vượt qua sự tưởng tượng của ngươi lâm bắc thần nói so với việc lựa chọn thần tộc ta cảm thấy hứng thú hơn chính là thần vị quan quân giải thi đấu là có thể tiến vào vạn thần điện tự do chọn lựa một thần vị Bây giờ Lâm Đại Thiếu đã kiếm tiền thần vị Hoàng thần thần vị Nếu như có thể nhận được thêm một thần vị Hắn sẽ có tam thần vị Dựa theo chủ ý ngủ ngốc Của cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh Đạt được ngũ đại thần vị Có ý nghĩa rất quan trọng Đối với việc thúc đẩy giai đoạn viên mãn Cho nên khi có cơ hội Hắn không ngại hiểu thêm một phen Lâm chủ thần nhìn Lâm Bắc Thần Trọn vẹn ba hô hấp Mới chậm rãi gật đầu Rất tốt Hy vọng người đừng vì lựa chọn hôm nay mà hối hận. Có nhìn thấy không, cậu nữ thần? Ta vì ngươi mà từ chối chủ thần kia. Vậy sao ngươi nên tốt với ta một chút? Lâm Bắc Thần thầm nghĩ trong lòng. Biểu hiện của nam chủ thần khôi phục lại như bình thường. Bên trong phần thưởng của quán quân giải thi đấu, đúng là có một phần vị được ban thưởng. Người có thể tiến vào bên trong tự do lựa chọn. Nếu thử hữu duyên, Ngươi có thể tìm được thần vị thích ứng với ngươi Lòng bàn tay của nàng mở ra Một lệnh bài hình tiễn màu mực Xuất hiện trước người lâm bắc thần Đây là tín vật tiến vào vạn thần điện Làm chủ thần nói Trên ký thần thức ban thường Đều ở trong vạn thần điện Người tự đi đi Nói xong Một luồng ánh sáng nhạt lóe lên Làm chủ thần trực tiếp rời đi Biến mất ngay tại chỗ đồng thời một truyền tống môn màu đỏ sẫm xuất hiện trên không hảo khốc thẩm uyệt. à kết thúc rồi sao trong lòng của lâm bắc thần có một cảm giác chưa được thỏa mãn dù sao thì cũng là quán quân giải thi đấu thần tuyệt trở thành nam thần tập trung vào ánh mắt của thần giới nhưng lại không hề có cái lễ trao giải hoặc là mấy vị nữ thần chân dài da trắng đến đội vòng hoa lên đầu đúng là quá loa quá Lâm Bắc Thần một bước bước vào truyền tống môn màu đỏ sậm. Chỉ trong nháy mắt sau đó, thời không chuyển rồi. Hắn đến khu vực chư thần điện Đại Hoang Thần Thành. Trước mặt của hắn chính là vạn thần điện cao vút trong bầy. Phong cách kiến trúc vuông vức như một khối lập phương lờ lửng giữa thiên địa. Trên tiếp các khung, hạ tiếp thần thành. Nói là đại điện, chỉ bằng nói là thần tháp lại càng phù hợp hơn. Bên ngoài đại điện những tầng đá đen với kết cấu đặc biệt, giống như ảnh chụp màn hình của bầu trời đầy sao xa xôi, được bao quanh bởi sương mù màu đỏ sẫm. Ở giữa mơ hồ có thể thấy được tia sáng sức mạnh với các loại thuộc tính lôi điện, hỏa diễm, phòng thủy đang lưu chuyển. Người đã tân khoa quán quân kiếm tiểu xào đại nhân phải không? Một âm thanh nhẹ nhàng truyền đến. Lâm Bắc Thần nhìn lên, nhìn thấy một vị thần tướng thân hình cao gầy, trẻ tuổi, cùng với mười thần chiến sĩ đại hoàng tộc đang trở bên ngoài vạn thần điện hơi chắp tay làm lễ chào hắn hắn không biết vị thần tướng này nếu tiềm long ở đây hắn nhất định là khiếp sợ và thét lên nam nhân cao gầy tuấn giật trước mặt tên là tiêu vũ đệ nhất thần chiến sĩ quyến tộc đại hoàng thần hệ có một tôn hiệu vang vọng thần giới chỉ chiến giả tiêu vũ đến chỗ nào hay tại mọi tranh chấp chiến đấu đều kết thúc. Hắn chẳng những có thể giải quyết phiền phức mà còn có thể giải quyết người tạo ra phiền phức. Nhìn bên ngoài tiêu vũ thanh tú, văn nhã nhưng trạng thái chiến đấu để có thể đồ thần là cường giả được rất nhiều thần linh trong đại hoang thần thành phải né mắt theo. Là ta, các vị đại thủ vệ phản thần điện. Lâm Bắc Thần lấy ra lệnh bài. Ta là tiêu vũ của đại hoang thần tộc phụng lệnh làm miền hạ ở đây đợi tần khoa quán quân. Tiểu vũ rất là khách sáo. Chúng ta sẽ hộ tống đại nhân đến phản thần điện. Ồ trong lòng quân lâm bắc thần hơi động, cả người muốn cùng ta tiến vào sao? Nếu là như vậy, vậy thì không dễ làm rồi. Dù sao ta tiến vào phản thần điện là lòng mang ý đồ xấu. Cùng bài tiểu vũ lắc lắc đầu nói, chúng ta sẽ ở ngoài đại điện chờ đợi, tiếp ứng cho đại nhân. Thế thì tốt Lâm Bắc Thần thở phào một hơi Hắn từng bước một bước lên bậc thang Đến bên ngoài vạn thần điện ngẩng đông ngưỡng mộ Hít một hơi thật sâu Đang định tiến vào Tinh Hệ thống kiểm tra có cập nhật mới Xin hỏi ngài có muốn thẳng cấp Ngày lập tức hay không Giọng nói của trợ lý điện thoại thông minh Vang lên trong đầu Lâm Bắc Thần Hệ thống điện thoại di động Muốn thẳng cấp Lâm Bắc Thần khó hiểu Lại là lúc này à vừa mới đại chiến trong hào khốc thẩm uyển đồng thời đạt được danh hiệu của giải thi đấu thần tuyển xem thì đã có được thành tựu to lớn dựa theo quy định của điện thoại di động thăng cấp lúc này cũng được xem là hợp tình hợp lý vấn đề duy nhất bây giờ thăng cấp rồi với tiến vào vạn thần điện hay là vào vạn thần điện rồi với thăng cấp lâm bắc thần suy nghĩ một chút sau đó quay người hỏi tiêu đại nhân khi nào thì có thể tiến vào vạn thần điện có hạn chế thời gian hay là không? Chỉ chiến giả tiêu vũ mỉm cười nói Đại nhân có thể lựa chọn tiến vào vạn thần điện bất cứ lúc nào Cũng không hạn chế thời gian có liên quan Đã thế thì Lâm Bắc Thần ngồi quanh chân bên ngoài vạn thần điện Để tỏ lòng tôn kính của ta đối với vạn thần Ta muốn điều tức hồi phục một chút Trình đại dung nhan nghỉ ngơi dưỡng sức rồi mới vào Đương nhiên là được Tiêu vũ mỉm cười nói Nói xong thì hắn khoát tay ra hiệu bởi thần chiến sĩ lùi ra ngoài trăm thước hô hấp Ngay cả bản thân hắn cũng cách xa 20 mét Tinh thần của Lâm Bắc Thần chìm vào não hải Tiểu cơ tiểu cơ cơ Màu thăng cấp đi Hắn lựa chọn thăng cấp hệ thống Sau vô tần thăng cấp Đều có phần thưởng ứng dụng có liên quan Trên cơ bản đều rất thực dụng Cho nên lấy phần thưởng rồi mới tiến vào vạn thần điện Có lẽ sẽ có được chỗ tốt không thể tưởng tượng được Lần này hệ thống thăng cấp yêu cầu tổng lưu lượng là 60G thần lực. Hãy đảm bảo điện thoại có đủ pin và không tắt máy trong quá trình thăng cấp. Xin hỏi ngài công muốn lập tức thăng cấp luôn không? Giọng nói của trợ lý điện thoại tiểu cơ quanh quẩn bên tai Lâm Bắc Thần. Tôi mời viên thần thạch, điện thoại đầy pin. Sau đó hắn bắt đầu lựa chọn thăng cấp. Cảm giác thiêu hồn quen thuộc truyền đến. Thần lực trong cơ thể bị rút ra. Nghèo hắn Giống như bị tiểu yêu tình điên cuồng ép lấy Lâm bắc thần đỏ mặt Chảy mồ hôi hô hấp trở nên nặng nề Cơ thể cũng bắt đầu run run Tiêu phụ đứng ở cách 20 mét nhìn thấy Nét mặt vẫn bình tĩnh Thời gian cứ vậy trôi qua Hơn được canh giờ đã qua rồi Trong cổ họng lâm bắc thần Phát ra tiếng gầm nhẹ Sau đó hắn há miệng thở dốc Phu Rốt cuộc công tại xong Hắn lấy điện thoại ra cẩn thận quan sát. Chúc mừng cơ chủ, hệ thống thăng cấp hoàn tất, hoàn ngành thể nghiệp. Ngài thu hoạch được phần thưởng thăng cấp ứng dụng trong điện thoại di động. Xin hỏi ngài có muốn thăng cấp ngay bây giờ hay không? Ngài có cơ hội rút thăm ngẫu nhiên trong cửa hàng ứng dụng. Xin hỏi ngài có muốn rút bây giờ hay không? Bác hộp thoại nhảy ra. Lâm Bắc thần không chút do dự, trực nhập vào thăng cấp ứng dụng. Không ngoài dữ liệu của hắn, hệ thống chỉ định ứng dụng có thể thẳng cấp chính là vô tường kiếm cốt tới thật kịp thời Lâm bác thần không chút do so dự lựa chọn thẳng cấp tu luyện thể thuật vĩnh viễn không bao giờ muộn vĩnh viễn luôn có ý nghĩa trong cơn tiêu hồn khi thần lực một lần nữa được rút ra lâm bắc thần lựa chọn rút ngẫu nhiên ứng dụng trong cửa hàng ứng dụng di động luân bàn xoay tròn kim đồng hồ cuối cùng rơi vào biểu tượng ứng dụng màu xanh lam bộ tróc tiểu kỳ diệu Lần bắt thần nhấn vào rút trong một ứng dụng mới tinh sau đó tiến vào phần giao diện giới thiệu đây hình như là một ứng dụng trò chơi bắt giữ và nuôi dưỡng ta chưa từng chơi qua loại trò chơi này ứng ừ, dụng trò chơi rất ít khi gặp khi rút thưởng hệ thống thẳng cấp lần rút duy nhất trước đó chính là thất lạc thành bảo dùng để tu luyện kinh nghiệm chiến đấu phong phú rất có công dụng nhưng công dụng của ứng dụng trò chơi này là gì? lâm bắc thần trong lòng có chút hiếu kỳ. lúc này thăng cấp vô tường kiếm cốt cũng đã hoàn thành. lâm bắc thần trực tiếp lựa chọn tải xuống bộ tróc tiểu kỳ diệu, bắt đầu tải xuống. ứng dụng này không lớn, chỉ có 20g lưu lượng thần lực. thời gian một nén nhang, tải xuống hoàn tất, nhập thiết lập. sau khi chạy thử một lúc, lâm bắc thần đã hiểu ra đây là một trò chơi bắt giữ và nuôi dưỡng đối tượng bắt giữ là một loại sủng vật gọi là tiểu kỳ diệu chỉ là lâm bắc thần thử dùng công năng chụp ảnh trong trò chơi liên tục chụp ảnh cũng không bắt được cách gọi là tiểu kỳ diệu có vẻ như phải phù hợp với điều kiện nhất định trò chơi này đã trải qua một lần điện thoại di động nâng cấp công năng vẫn chưa được xác định tạm thời cứ để đó lâm bắc thần tạm thời đặt trò chơi sang một bên sau đó hắn kích hoạt mở vô tường kiếm cốt đã được thẳng cấp. Nói một cách chính xác, chính là vô tường kiếm cốt bản tinh diệu. Hắn nhấn vào vận hành ứng dụng bắt đầu tu luyện. Sau đó hắn điều chỉnh hơi thở và vận hành thần lực. Hấp thụ một chút liệt dương thần lực, bổ sung thâm hụt xong, hắn mới chậm rãi đứng dậy. Lúc này đã hai canh giờ trôi qua. Lâm Bắc Thần nhìn xung quanh, Tiêu Vũ và các thần chiến sĩ vẫn thủ hộ xung quanh như cũ, không thấy bóng dáng kiếm tuyết vô danh Vẫn ngân hoang hải vụ ở đâu. Con mẹ nó, không phải nói đến lúc đó sẽ đưa cho ta chìa khóa cho vũ khí chúng thần chi phụ sao? Ta kéo dài thời gian đến như vậy, tại sao lại còn chưa thấy đưa tới chứ? Trong thể khắc mấu chốt, cậu đứa thần kia sẽ không như xe tuột xích giữa đường đấy chứ. Đột nhiên ta có chút buồn ngủ, toàn thân phát nhiệt, đầu gối bủn rủn, có thể là do cơ thể bị tiêu hao. Tiểu đại nhân, ta phải quay về ngủ bột giấc, thuận tiện ăn một ít đồ bổ, người không ngần ngại chứ. Lâm Bắc Thần vẫn còn muốn cố gắng cứu vãn thêm một chút. Tiểu Vũ chậm rãi nói, dựa theo mệnh lệnh của Lam Miện Hạ, trước khi đại nhân hoàn thành chọn thần vị, tốt nhất đừng rời khỏi nơi này. Nếu đại nhân muốn nghỉ ngơi, người có thể nghỉ ngơi ở đây. Chúng ta có thể hộ pháp cho ngươi. Còn cơ thể tiêu hao, với lúc ở đây ta có một viên thận bảo đan có lẽ sẽ giúp được cho đại nhân ngài nói xong thì hắn lấy ra một vật đưa qua cơ thể ta tiêu hao cũng không phải do thận hư cần cái gì lâm bắc thần vô thức từ chối nhưng còn chưa nói xong hắn nhìn thấy vật trong tay tiêu vũ hơi giật mình hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tiêu vũ bất động thành sắc hỏi à viên thuốc này đã đồ tốt đa tạ tiêu đại nhân Ta nhận, ta nhận Trong tay tiêu vũ đưa tới Ngoài trường một viên đan dược Màu đỏ to trưởng trái nhãn Còn có một cái chìa khóa màu đen Lớn trưởng ngón tay của một đứa bé Lâm bác thần lập tức hiểu ra Thì đã chỉ chiến giả tiêu vũ Để là người do cậu đứa thần Kim tuyết vô danh sắp xếp Thật là không đơn giản, không nghĩ đến Ta nghĩ chỉ có Mỹ Nam tử tuyệt thế như ta Mới có thể cùng một ruột với cậu đứa thần Chuyên kỳ đối kia chứ không nghĩ đến loài thần chiến sĩ mày rậm mắt to như tiểu vũ cũng phản bội thần tộc cất chìa khóa và đan dược đi lâm bắc thần tay cầm lệnh bài bước đến cửa vạn thần điện một cánh cửa hình chữ nhật màu đen với một lỗ ở giữa lâm bắc thần cắm lệnh bài vào bên trong cánh cửa hình chữ nhật màu đen nặng nề mở ra hắc ám bên trong giống như thủy triều xên xê tràn qua cánh cửa lâm bắc thần chậm rãi bước vào một cảm giác lạnh buốt cô tịch hoảng sợ và khí tức hắc ám đập vào mặt giống như là thế giới cửu u cửu âm của người chết cánh cửa sau lưng đột nhiên khép lại màn đêm giống như thủy triều đánh tới lâm bắc thần búng tay một cái một con đường bầu đỏ trôi lơ đựng xung quanh tuy nhiên thần được hỏa diễm của thức thần hỏa cảnh cũng chỉ chiếu sáng được phạm vi ba mét Ông tôi bên trong vạn thần điện đậm đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi giống như nó có thể nuốt chửng hết thảy mọi tia sáng lâm bắc thần chợt giật mình Thân hỏa của hắn cũng không phải ăn chay ngay cả thần linh cũng có thể đốt cháy không nghĩ đến lại bị bóng tối bên trong vạn thần điện khắc chế làm sao bây giờ phạm vi tầm nhìn quá nhỏ lâm bắc thần suy nghĩ một chút sau đó từ trong vai đun nét đích lấy ra một cái đèn pin đây là thứ đồ chơi mua được từ tao bao có tên là đèn pin thần hỏa cường quang đèn pha siêu cháy rất phù hợp với đặc tính của tao bao cái tên vừa dài vừa dở công năng gì bi nhiều hiệu quả cũng gì bị nốt trải qua điện thoại di động cải tiến đèn pin thần hỏa có tác dụng xuyên qua bóng tối một cách thần kỳ ánh sáng trắng như tuyết xuyên qua bóng tối hóa thành một vệt sáng chiếu tất cả mọi thứ trong vòng một trăm thước một cách rõ ràng tốt rồi Lâm Bắc Thần vui mừng nói Đây chính là công cụ Lâm Bắc Thần đặc biệt chuẩn bị Cho chương trình thám hiểm cầu sinh Dưới ánh đèn chiếu rọi Tất cả mọi thứ đằng trước Đều có thể nhìn thấy rõ ràng Sàn nhà màu đen giống như mực đậm Đi thêm 50 mét Đằng trước xuất hiện bậc thang màu đen Cầu thang chính xoắn ốc Tiến về phía trước Cảnh tượng bên trong phản thần điện Hoàn toàn không giống như Lâm Bắc Thần đã dự liệu Không có tượng thần không có khung trụ ngược lại giống như một thư viện cổ xưa to lớn cầu thang xoắn ốc hướng lên trên chính là những giá sách làm bằng kim loại màu đen không biết tên tủ sách dường như có cùng chiều cao với vạn thần điện những ngăn chứa rộng một mét vuông dính liền lẫn nhau kéo dài đến chỗ trí cao vô tận của thần điện ngay cả đèn pin thần hỏa cũng không thể chiêu đến điểm cuối năm một câu giá sách phản trưởng cũng không qua đáng chút nào chỉ là bên trong phần lớn ngăn chứa đều rộng tuyết Không biết vì sao Trong lòng Lâm Bắc Thần Có một cảm giác rất kỳ quái Bên trong những ngăn chứa này Đã từng bay rất nhiều vật hiếm thấy Nhưng về sau đã bị người nào đó lấy đi Mãi cho đến lúc này Lâm Bắc Thần mới phát hiện Hắn đã quên hỏi Một vấn đề rất quan trọng Thần vị ở đâu, làm sao mà lấy Mặc kệ cầu nữ thần kiếm tuyết vô danh Hay đã làm chủ thần cũng không ai nói rõ với hắn À cái này Kế hoạch quá xa vời Lâm Bắc Thần chợt cảm thấy mở mịt Bây giờ ta nên làm cái gì Trực tiền tìm thần vị ban thưởng cho mình Hay là đi mở kho vũ khí Của chúng thần chi phủ Tìm thần vị ban thưởng cho mình trước Có khả năng sẽ bị cảm giác được Sau đó ta sẽ bị yêu cầu rời khỏi vạn thần điện Mở kho vũ khí của chúng thần chi phủ trước Nếu chẳng may bị phát hiện ăn trộm gạo bất thành còn mất nắm gạo ngay cả thần vị đến tay cũng bị ném đi lâm bắc thần đứng tại chỗ đầu như muốn to ra công nữ thần làm việc không đáng tin cậy kế hoạch này đúng là nát bét tiếp tục động đi tại sao lại bất động có phải người không được hay không một dòng nữ đột nhiên xuất hiện bên tai lâm bắc thần bên trong không gian hắc ám tịch liêu bỗng nhiên xuất hiện một âm thanh thật sự quá soạn người Lâm Bắc Thần giật mình, giống như con thỏ bị dẫm phải đuôi, trực tiếp nhảy dựng lên. Ai? Là ai? Lại dám nói những lời này trước mặt cảnh sát trưởng hắc màu, hắc tình của tội ác, hóa thần của chính nghĩa chứ? Hắn nhìn bốn phía xung quanh. Một quỷ ảnh cũng không nhìn thấy. Không đúng, ta vẫn cho rằng đây là một bộ phim huyền huyễn. Tại sao bây giờ nó lại đột nhiên biến thành phim kinh dị thế này? Lâm Bắc Thần cầm đèn pin thần hỏa chiếu đoạn xạ bốn phía ngay cả phi chủ lưu đại ngân kiếm cũng triệu hoán trong tay là ta đừng có khẩn trương giọng đức kia lại vang lên biểu hiện của lâm bắc thần trở nên cổ quái bởi vì hắn đã nhận ra Đàn giọng nói của cậu nữ thần kiếm đuyết vô danh con mẹ nó tên ngông người đang ở đâu người màu cút ra đây cho ta lâm bắc thần ôm ngực trong lòng vẫn còn sợ kiếm thuyết vô danh nói số đệ đệ người nóng tính quá rồi đấy Nàng ta giấu kín nói Người xoa một chút đi ta sẽ ra Cơn giận Lâm Bắc Thần Vẫn còn chưa tàn hết Làm sao mà xoa Xoa chìa khóa Kiểm tuyệt vô danh đói ba lần Người là thần đen An là Anh sao Lâm Bắc Thần lấy ra chìa khóa Màu đen xoa vào đuôi ba lần Một luồng sương trắng xuất hiện Đối phương quen thuộc Mùi vị quen thuộc Chính là bạch hồi phấn mà Lâm Bắc Thần Đã vung vào người phan đa tình Hoặc là hoắc tà và minh nhược trước đó Kiểm tuyệt phù sành phén phái từ trong xương trắng nhảy ra ngoài hay cha ngộp chết lão nước ta rồi để tránh bị trận pháp phản thần điện phát hiện ta ở bên trong ngay cả rượu cũng không dám uống đấy cầu đứa thần không kịp chờ đợi lấy ra một vỏ rượu gạo dơ lên mà tú ưng ực vì sao đại tỷ người lại trà trộn vào đây không sợ bị phát hiện sao hơn nữa vừa mới tiến vào đã uống rượu Là chuyện gì xảy ra Mùi rượu bay đi Bị người ta phát hiện thì làm sao bây giờ Wow, thoải mái quá Kim tuyết vô danh phát ra tiếng riêng rỉ thỏa mãn Một vò rượu Nàng uống hết hai phần ba Một phần ba rơi xuống người Lớp áo váy vốn đã mỏng manh Bây giờ bị rượu thấm ướt Dán chặt vào cơ thể trắng nõn Đường cong trên cơ thể được thể hiện rất rõ ràng lâm bắc thần xoa mũi hiện tại hắn rốt cuộc mới hiểu được liếm chó khoái hoạt ở chỗ nào nếu như có thể hắn muốn le lưỡi mà liếm chó ngay bây giờ tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào cũng may lâm đại thiếu không phải là chưa từng nếm qua chim non hắn khắc chế nội tâm ma quỷ cũng không nhắc nhở cậu đưa thần thay quần áo mà trước thẳng đèn pin thần hỏa vào người của nàng chậm lại nói kế hoạch là gì ồ vì sao tay của ngươi lại phát sáng Kim thuyết phủ danh to mò hỏi Thân là tinh vân siêu nhân điện quang M78 của cự nhân tộc Bàn tay của ta phát sáng không phải là chuyện hợp tình hợp lý sao Lâm Bắc Thần bắt đầu bịa chuyện Người đang nói bậy nói bạ cái gì đó kịp trước người chuyển sang Từ ái mộ kỳ ba đại lục mảnh vỡ hồng hoang Đến thần giới sao Công nữ thần vẫn luôn hoài nghi Lâm Bắc Thần chính là đại não thượng giới chuyển sinh. Bây giờ nàng lại càng thêm tin rồi. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần cũng không giải thích quá nhiều. Tùy người nghĩ sao thì nghĩ. công nữ thần vén váy, lắc đắc bình rượu, sau đó tiện tay ném bình rượu đi. Chúng ta đi chọn cho người thần vị trước, sau đó là đi mở kho vũ khí chúng thần chi phụ, người đi theo ta. công nữ thần kiếp tuyết vô danh quay người dẫn được Lâm Bắc Thần chiếu đèn pin thần hỏa vào eo mông của kiếm tuyết vô danh sau đó nói ta ở đằng sau yểm hộ cho ngươi mà hình như ngươi rất quen thuộc với nơi này nhỉ đùa ta vừa mới đến đây không lâu đương nhiên quen rồi kiếm tuyết vô danh nói sao chứ gương mặt của lâm bắc thần hiện lên vẻ kinh ngạc người đã từng đến đây vậy tại sao lần này người lại tốn sức trà trộn vào như thế kiếm tuyết vô danh vô cùng tiếc rẻ Lần này không giống như hai lần trước Nếu gây ra động tĩnh bị phát hiện vạn thần điện nhất định sẽ tăng cường phòng bị Hai lần trước ư Lâm Bắc thần nhìn cặp mông Của kiếm tuyết vô danh Người còn đến đây những hai lần Lần đầu tiên cách đây lâu lắm rồi Kiếm tuyết vô danh nói tiếp Lần thứ hai cách đây không lâu Là vì xú đệ đệ người đấy Đừng có đổ cho ta Hình như ta đâu có yêu cầu ngươi Tiến vào vạn thần điện Lâm Bắc thần phủi sạch quan hệ tránh cho cậu đưa thần đánh chó đánh mèo xong quay đầu lại đe dọa tống tiền hắn đúng là cặn bã nam kiếm tuyết vô danh nói thế ngươi cho rằng thần vị kiếm tiền của ngươi làm thế nào mà kích hoạt lâm bắc thần hỏi lại không phải kiếm chi chủ quân miệng hạ giúp ta kích hoạt sao con người kiếm tuyết vô danh tạo một vòng đúng vậy nhưng kiếm chi chủ quân bế quan tu luyện việc rất quan trọng cho nên mấy chuyện nhỏ nhặt này đã giao lại cho ta Ta còn biết làm như thế nào Còn không phải gánh chịu mạo hiểm Lén lẻn vào phản thần điện giúp người kích hoạt Người nhìn đi Nơi này chính là nơi Mà tỷ tỷ ta vì ngươi Mà chảy giọt máu đầu tiên đấy Năng chỉ vào vết kiếm trên cầu thang hình xoắn ốc Quả nhiên là nhìn thấy được vết máu màu đỏ thẫm Là thần linh chỉ huyết Dưới ánh đèn pin chiếu xuống Vết máu phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên trán của lâm bắc thần lại xuất hiện hắc tuyến cái gì mà giọt máu đầu tiên chứ người uống nhiều quá nên nói năng chỉ toàn mấy lời hộ báo thôi đúng rồi không phải nói trong vạn thần điện các rất nhiều thần vị sao rốt cuộc nó nằm ở đâu vậy tại sao bây giờ lại không thấy lâm bắc thần hỏi một câu rất mấu chốt người có nhìn thấy thần cách thư quỹ này không chúng ta từng dùng để bày thần vị tổng cộng có mười vạn tám ngàn thần vị khác nhau sau đã bị người ta lấy đi thành tựu thần linh khác nhau thần cách thư quý dần dần trống xuống đến bây giờ bởi vạn tám ngàn thần vị còn chưa đến tám trăm nằm trên tầng cao nhất của vạn thần điện lâm bắc thần nhìn bên trên cầu thang xoắn ốc không nhìn thấy đỉnh cũng không biết nó cao bao nhiêu người đi chậm quá có thể đi nhanh một chút không lâm bắc thần thúc giục nghe nói nữ tử càng đi nhanh vòng eo sẽ càng lắc mông càng vảnh lên. <laughs> kiếm tuyết vô danh cười lạnh. Người đi nhanh thử một chút thì biết. Lâm bác thần tăng tốc, tốc độ tăng lên gấp đôi. Nhưng nháy mắt sau đó, chuyện kỳ diệu phát sinh. Khoảng cách giữa hắn và kiếm tuyết vô danh lại càng lớn. Vốn hai người chỉ cách nhau 3 mét. Khoảng cách này cộng thêm tranh lệch độ cao của các bậc thang. Khiến lâm bác thần không cần nhìn lên cũng có thể nhìn thấy vòng eo và cặp đùi thon thả của kiếm thiết vô danh có thể danh chính ngôn thuận thưởng thức cảnh đẹp nhưng chỉ cần hắn bước nhanh hơn khoảng cách giữa hai người liền kéo dài hai mươi mét hắn càng tăng thêm tốc độ khoảng cách giữa hai người không ngừng kéo dài trong nháy mắt lâm bắc thần chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nho nhỏ của kim thiết vô danh chuyện gì xảy ra thế lâm bắc thần cảm thấy ngoài ý muốn Bên trên cầu thang thần tính, người đi càng nhanh, tốc độ thực tế lại càng chậm. Người đi càng chậm, tốc độ mới càng nhanh. Âm thanh của kiếm tuyết vô danh từ xa truyền đến. Còn có chuyện này sao? Lâm Bắc Thần nghe xong trong lòng hơi động, lập tức thả chậm bước chân. Quan nhiên nháy mắt sau đó, khoảng cách giữa hắn và kiếm tuyết vô danh bắt đầu thu nhỏ lại. Tốc độ của hắn càng chậm, khoảng cách với kiếm tuyết vô danh lại càng gần khi hắn di chuyển chậm chạp như một con rùa đen. Chỉ trong mấy hơi thở, hắn đã đuổi kịp kiếm tuyết vô danh. Thần kỳ, thần tộc cũng thích chơi mấy cái thứ này sao? Kiếm tuyết vô danh tựa nắm chặt cổ tay của Lâm Bắc Thần. Đừng đi chậm quá, nếu không, nhanh quá sẽ dễ dàng bỏ lỡ thần vị cực phẩm. Thời gian của chúng ta còn rất nhiều, từ từ đi, đừng đến gấp. Lâm Bắc Thần thả chậm bước chân, Tôi không phải nói thần vị đều nằm trên đỉnh vạn thần điện sao Chỉ là đa phần thôi Còn một phần nhỏ tàn mát Ở những đời khác của thần vị thử quỹ Biểu hiện của kiếm tuyết vô danh lúc này Trông rất đáng tin cậy Hai người sóng vai không nhanh không chậm Bước lên trên Một lát sau Ta có một nghi vấn Lâm Bắc Thần lên tiếng Vạn thần điện này do ai tạo ra Là chúng thần chi phụ sao Dĩ nhiên là không phải Kiếm tuyệt vô danh trực tiếp phủ nhận Nó đã tồn tại ở thần tộc trước đó Do đại năng thời viện cổ tạo ra Ngay cả thần vị cũng đặt tài phú Thời viện cổ để lại Thời viễn cổ Ừ, chính là thời đại hồng hoang Còn chưa vỡ vụ Ta nghe nói hồng hoang Chính là lục địa nguyên thủy Và là cốt lõi của tất cả sinh vật Sau đó nó đã vỡ vụ Cho nên thần giới cũng là một phần của hồng hoang sao Đúng Một phần rất rất nhỏ nhỏ đến mức có thể không cần tính là một phần. Người biết rất nhiều sao? Đương nhiên rồi. Người chỉ là một nữ thần thực tập. Tại sao lại biết nhiều như thế? Ta, ha ha ha, xuống đệ đệ, người đang định dụ ta nói ra nhiều gì à? Ngươi đừng hỏi, biết quá nhiều, đối với người sẽ không tốt đâu. Cái này thì tin, ta không hỏi cái này, hỏi chuyện khác được chứ. Chuyện gì? Ta nghe bằng hữu nói, sau khi thần linh chết đi, thần vị sẽ quay về vạn thần điện vừa rồi người con nói cho ta biết vạn thần điện đã từng có mười vạn tám ngàn thần vị nhưng đã bị người khác lấy đi thanh tiêu cho thần đình khác nhau bây giờ vạn thần điện chỉ còn lại tám trăm thần vị như vậy bây giờ thần giới có đến gần mười vạn thần linh sao không không như vậy câu hỏi đặt ra là thần vị còn thiếu đã đi đâu không biết dù sao nó cũng đã biến mất cũng không có ai tìm được nguyên nhân. Không phải bởi vì có người thân kiêm nhiều thần vị đấy chứ? Không phải đâu, bởi vì không phải người nào cũng đều tu luyện công pháp ngũ khí triều nguyên quyết. Sở dĩ nó có thể trở thành đệ nhất công pháp thần giới, thần công trấn tộc đại hoàng thần tộc, cũng bởi vì nó có thể kiêm dùng thần vị. Trong lịch sử của thần giới, chỉ có chúng thần chi phụ đại hoàng thần mới có thể tu luyện thành ngũ khí triều nguyên quyết. Ngoài ra ngay cả cụ đại chủ thần Cũng không có tư cách và tư chất tu luyện công pháp này Không tu luyện cụ khí triệu quyền quyết Thì không thể thần kiêm nhiều thần vị sao Đừng nói là nhiều Ngay cả hai thần vị cũng không có khả năng Nếu không chịu được Sẽ dẫn đến nhục thần vỡ nát Linh hồn phá diệt Cuối cùng hóa thành cho bụi Hoàn toàn không được diều sinh Quân chi thần vị khác biệt còn có xung đột lẫn nhau Ngược lại còn làm hao mòn thần tính cuối cùng còn không bằng chỉ lấy một thần vị. Nó như vậy ta là độc nhất vô nhị ở thần giới rồi. Nếu người đủ rắm thúi thì có thể hiểu như vậy. Hai người vừa đi vừa nói. Mấy nghi vấn của Lâm Bắc Thần đã được giải đáp. Đột nhiên trong đầu hắn mang một tiếng, có một tin tức ứng dụng mới xuất hiện. Tiếp theo giọng nói của trợ lý điện thoại tiểu cơ vang lên. Kiểm tra có thể bắt giữ tiểu kỳ diệu, ngài có muốn bắt ngay bây giờ không? là ứng dụng trò chơi mới tải xuống bộ tróc tiểu kỳ diệu đã gửi đến một thông báo. Sao? Có thể bắt giữ ư? Lâm Bắc Thần vui mừng trong lòng. Hắn lập tức lấy điện thoại ra, nhấn mở ứng dụng bộ tróc tiểu kỳ diệu. Một rát đá ảo màu xanh lá cây xuất hiện trên màn hình ra ra, không ngừng quét hình. Vị trí hướng chính tây thể hiện có dị vật tồn tại. Dị vật này chính là tiểu kỳ diệu có thể bắt giữ. Lâm Bắc Thần vô thức nhìn về phía tây Dưới đèn pin chiếu xạ Chỉ thấy bên trong ngăn chứa Thần vị thư quỹ chính tây Có một luồng ánh sáng tròn trị Như bờ mông của kiếm tuyết vô xanh Đang lóe đệt Đó là một quả cầu ánh sáng màu xanh lam Kích cỡ tương đương với quả bóng rổ Bên trong quả cầu ánh sáng Có một quang ảnh ba đầu sáu tay Đang ngồi xếp bằng Là thần vị Kiếm tuyết vô danh thấp giọng nói Ô không nghĩ đến cảm giác của ngươi Lại nhạy cảm đến thế Chỉ chậm hơn ta có không chấm không một hơi thở Nên nhận ra được sự tồn tại của thần vị Lâm bác thần thì nghĩ Đại tỷ Ngươi nể mà ta chút được không Vừa rồi ngươi cũng không phát hiện được mà Đây là thần vị gì thế Lâm bác thần to mò hỏi Kiếm tuyệt vô giành nói Thần vị có thể đơn độc tàn mát khắp nơi Không hề đơn giản Từ bên ngoài nhìn lại hình như đó không thuộc về đại hoàng thần tộc và tất cả chủ chiến thần tộc hẳn là thần vị độc lập hơn nữa còn là cấp bậc cao vị thần vị hệ chiến đấu số đề đệ số người may mắn đấy lần đầu tiên phát hiện là một hàng tốt tuyệt hảo tuy nhiên ta không đề nghị ngươi thu thần vị này vì sao lâm bắc thần khiêm tốn thỉnh giáo công đức thần nói tiếp bởi vì ngươi đáng có thứ tốt hơn lâm bắc thần lập tức mặt mày hớn hở cảm ơn ngươi đã để mắt đến ta sau đó hắn lập tức sử dụng công năng chụp ảnh trong bộ tróc tiểu kỳ diệu, chụp thần vị màu lam một tấm. Mặt giữ thành công. Chúc mừng người chơi thành công bắt được tiểu kỳ diệu đầu tiên. Ngài thu hoạch được 10 điểm kinh nghiệm. Ngài đạt thẳng cấp, thu được 5 điểm, cấp độ hiện tại của ngài đã cấp 2. Tiểu kỳ diệu số 1 nằm trong đường chăn đuôi sủng vật. Trải qua một khoảng thời gian dạy dỗ, độ trung thành đạt hơn 60. Khi đó, ngài có thể sử dụng tiểu kỳ diệu. Hiện tại, Đồ trung thành là 10 Dường chăn nuôi sùng vật Còn có thể chứa 9 con sùng vật khác Thông qua phân phối điểm số Khả năng đâu trữ sẽ được tăng lên Trong nháy mắt Hơn một chục tin tức trong hệ thống trò chơi Hiện lên Quả nhân hình ảnh thần vị ba đầu sáu tay Đã xuất hiện trong trường chăn nuôi sùng vật